chung là khi vào đây thì mình thấy rằng là đầu tiên là cái vệ sinh của các bạn rất là sạch sẽ, yên tâm. Lúc đầu là các bạn đấy kiểm soát trên máy đấy, thì các bạn một tim cũng đập nhanh đấy, mình thực ra là mình cũng lo đấy, hồi hộp đấy, nhưng chỉ thoáng thôi vì các bạn làm nhẹ nhàng, mà nhổ thì trong quá trình nhổ thì không thấy đau gì cả. Chị là Đào Thị Thanh Mai, chị sinh năm 1979. Tình trạng của chị trước khi đến với nha khoa bác sĩ Trung. Thực ra thì răng của chị thì nó cũng thi thoảng nó cũng hay bị đau, nhưng mà lần này thì lần gần đây nhất thì nó lại đau nhiều hơn, phải dùng thuốc giảm đau đấy. Thế cho nên là khi mà hết đau thì mình đã đến phòng khám của các bạn để kiểm tra. Trước khi nhổ thì chị đã tìm hiểu gì về răng khôn chưa? Tình thực là chồng chị cũng là trong ngành y. Thế thì anh ấy cũng bảo là đến bệnh viện này thì bên cơ sở y tế của các em này thì bảo là cứ yên tâm vào đây. Và chị cũng đã từng vào rồi. Thì là để các con như thế nào đấy thì các bạn ấy sẽ tư vấn cho. Trước khi đến phòng khám thì chị đã khám răng ở nhiều nơi chưa? Cũng đã từng rồi, thì các bạn bên đấy có những cái răng của mình có những cái không ưng ý, nó nhỏ nhỏ thôi, thì các bạn phòng khám khác thì các bạn ấy bảo là phải thế nọ phải thế kia, nhưng mà mình không muốn làm những cái việc như thế, thì mình đã từng vào đây và bây giờ thì mình lại lựa chọn quay lại phòng khám của các bạn. Trong quá trình nhổ răng thì chị cảm nhận như thế nào? Thì thực ra là chồng chị cũng làm y tế cho nên là con của chị cũng đã từng vào đây rồi. Hai bạn ấy cũng đã từng vào đây rồi, thì chồng chị rất là tin tưởng bên phòng khám của bạn cho nên là bảo vợ cứ vào đây tư vấn, các bạn tư vấn cho. Thực ra là lúc đầu mình cũng hồi hộp đấy, vì nói là nhổ răng khôn mà nhổ răng hàm trên ấy thì cũng có những cái sự cố cũng rất là sợ đấy. Nên là lúc đầu mình vào mình thấy rất là hồi hộp, thế nhưng mà các bạn ấy cũng làm rất là nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là những cái quy trình mình cũng đã từng đọc và tham khảo, thì các bạn làm rất là nhẹ nhàng. Và lúc đầu là các bạn đấy kiểm soát trên máy đấy, thì các bạn một tim cũng đập nhanh đấy, mình thực ra là mình cũng lo đấy, hồi hộp đấy, nhưng chỉ thoáng thôi vì các bạn làm nhẹ nhàng, mà nhổ thì trong quá trình nhổ thì không thấy đau gì cả. Chị cảm nhận như thế nào về phòng khám bác sĩ Trung? Chung là khi vào đây thì mình thấy rằng là đầu tiên là cái vệ sinh của các bạn rất là ổn, rất là sạch sẽ, yên tâm. Rồi là tất cả những cái đồ của các bạn ấy lấy ra làm cho mình thấy là vô cùng sạch sẽ. Mình thực sự là thấy rằng là đội ngũ bên các bạn ấy rất là trẻ trung, năng động, rất là nhiệt tình, rất là nhẹ nhàng, rất là tận tâm, nhẹ nhàng với bệnh nhân. Cho nên là mình cũng thấy rằng là đấy cũng là một cái tâm lý rất là ổn cho người, ví dụ như là có cái vấn đề gì về răng miệng. Lời khuyên của chị dành cho những bạn chuẩn bị nhổ răng khôn? Cũng rất là hồi hộp đấy, nhưng mà khi mà đến đây rồi thì mình cũng rất là yên tâm. Cho nên là với những ai mà gặp tình trạng răng như là răng của mình ấy, khi mà nó bị sâu hoặc bị cái vấn đề gì đó mà không thể khắc phục được thì có thể nhổ, mà khi mà nhổ đi rồi thì cũng rất là yên tâm, không có gì lo lắng cả. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.